Chó cọc hôm hôm TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cùng chuyện phiếm với mọi người một chút về cái sự di chuyển của con chó, cái gọi là cái vận động của con chó. Thì qua một cái thời gian tiếp xúc với lại rất nhiều những cái con chó cọc mà có nguồn gốc ở bản về, thì cá nhân mình nhận thấy là cái giống cọc này nó rất là thân thiện với chủ, nó rất là thuần người. Cái sự vận động của cái giống chó này thì nó rất là nhanh, linh hoạt, rất nhanh, thoăn thoắt. Nó cũng không có theo cái kiểu như là những cái con chó, các cái giống chó Tây, mà nó, cái bước chạy của nó mang cái tính chất là nó hơi lồm cồm một chút. Rất khó diễn tả, nhưng mọi người nhìn chó con rồi đoạn sau mọi người nhìn cái vận động của con chó to thì mọi người sẽ thấy. Cái quan trọng nhất ở cái giống chó cọc mà mình thấy cái đặc trưng của nó là, một là cái giống này đa số là nó rất là dạng chó chứ nó không có nhát chó, và nó rất là thuần người, nó quấn người, là một về tính cách, và thứ hai là về cái đặc trưng về cái vận động của nó, là cái giống chó này nó rất là khéo và nó vận động rất là nhanh. Đấy, mọi người nhìn từ con chó con, cái vận động của nó thì nó hơi khác biệt so với lại đa số các cái giống chó mà chúng ta thường tiếp xúc. Có lẽ bởi vì đây nó là cái giống chó mà nó thích nghi với cái điều kiện tự nhiên sinh tồn của nó, là cái vùng cao nguyên đá với cái mặt núi đá lởm chởm, nó không có cái mặt bằng như là những cái giống chó khác. 99% giống chó là nó là giống chó ở đồng bằng. Mà thực ra ở trên thế giới này, những cái tộc người mà ở trên núi cao mà theo kiểu lởm chởm như ở như người Hơ Mông ở cao nguyên đá Đồng Văn thì hình như là chỉ có mỗi người Hơ Mông ở Việt Nam thôi. Và cái cao nguyên đá Đồng Văn ấy nó là cái di sản mang cái tính chất di sản thế giới mọi người nhá, kỳ quan thiên nhiên. Với cái điều kiện sống như vậy, thích nghi, thì cái giống chó này nó có một cái sự vận động rất là đặc biệt. Đây là hai cái con chó trưởng thành. Đây là một cái đặc trưng, một cái đặc trưng về ngoại hình của con cọc. Ừ, chào Lõm. Đây, body của Lõm và Sẹo. Mọi người sẽ nhìn thấy nó có cái điểm chung là cái chân của con cọc nó thon chân. Nhiều người thì nói là cái con cọc cái sự phòng thủ, cái sự đề phòng của nó rất là cao. Cũng có một cái ý đúng là nó đề phòng với này người lạ, việc lạ. Nhưng mà có người nói là con cọc nó không quấn người thì lại sai hoàn toàn. Con cọc nó rất là quấn chủ đấy, chứ không phải là không quấn người đâu. Lõm mà sau Lõm sẽ ghép với này Sẹo, đang chờ Lõm lên giống. Cái mũi, cái trán cũng là cái đặc trưng ở trên cái khuôn mặt của con chó. Con cọc nó khác cái con Akita. Con Akita là cái mõm của nó nhọn, con cọc là mõm nó hơi tù, nó hơi cục mịch một chút. Nhưng mà thế thì nó lại lộ ra cái nét khỏe khoắn và hoang dã. Nhiều người biết đến cái giống Akita của Nhật là một cái giống chó thuần chủng rồi. Nó có những cái nét về ngoại hình nó rất là giống với lại cái giống cọc này, giống nhiều. Tất nhiên là ở trong cái con mắt của những cái người nhìn quen thì nó có cái sự khác biệt lớn đấy. Nhưng bình thường mọi người mà nhìn thì nhìn thấy nó giống. Nhưng đấy là ít nhất là mọi người nhìn cái kiểu trán, cái kiểu tai, cái mũi nó khác, con cọc nó khác con Akita. Con đực thì lúc nào đầu nó cũng to hơn con cái. Nhưng mà cái mũi của chúng nó thì rất là đặc trưng. Cái trán rất là rộng. Đây, nhìn cái trán của chúng nó. Cái trán của con chó nó rất là rộng. Đây nữa, nhìn cái trán. Ở con cọp thì nó đấy, có cái nét con chó nó toát ra cái nét hoàng dã. Ok. Sợ. Nó rất là quấn người. Đây mọi người thấy con chó to nó chủ động, nó nằm ngửa ra để chủ xoa. Nó rất là quấn người. Thế mà mình nghe thấy có nhiều người nuôi cọp rất là lâu rồi bảo là con cọp nó bản năng của nó không có gần người. Mình cũng không hiểu. Tháo hẳn cái xích ra cho Sẹo nhá. Nhìn đấy nhá. Đây, để này đi. Cái kiểu di chuyển của con chó mọi người để ý, cái chân của nó là nó di chuyển, dù là nó di chuyển chậm, dù là con chó nó di chuyển chậm nhưng cái chân của nó theo kiểu nó di chuyển liên tục, chứ nó không có bước sải như là các cái giống chó đồng bằng.
Nhìn con chó nó có một cái độ mảnh nhưng mà nó lại có một cái độ vuông. Các giống chó mà ở cái địa hình bằng phẳng thì cái bước chạy của nó là bước chạy sải, sải dài. Có lẽ là do cái giống cọc này nó thích nghi với lại cái điều kiện sinh tồn của nó ở vùng cao nguyên, đất đá lởm chởm, cho nên là cái kiểu di chuyển của nó hơi khác biệt. Cái hướng chân chạy của chúng nó thì để ý là nó chạy nó Có một cái điểm mà mình cũng là một cái mà mình cũng thấy là rất là thắc mắc, là rất nhiều người nuôi chó nhưng mà lại muốn cái con cọc nó lại di chuyển cái với một cái bước chạy của một cái con chó ở đồng bằng. Với cái lý do đưa ra là con cọc nó cũng là một giống chó, cái sự di chuyển của nó cũng giống với các giống chó khác. Nếu vậy thì phải gọi là nó là cái con cọc đồng bằng, chứ đừng gọi nó là con cọc hơ mông, bởi vì con cọc hơ mông nó là con cọc núi đá các bạn ạ. Con cọc miền núi, nó cái cơ thể của nó sẽ phù hợp với lại cái địa hình, nó thích nghi được với lại cái địa hình lởm chởm, cái địa hình với những cái mỏm đá. Nó cần cái sự khéo léo, nó cần di chuyển nhanh, nhưng mà di chuyển nhanh theo ở trên cái địa hình ấy, chứ không phải là di chuyển nhanh ở trên đất bằng để mà chạy, mà phải lướt, phải cắt kéo, phải này kia như là những giống chó khác. Ý kiến cá nhân của mình về cái sự di chuyển của con cọp thì là như vậy. Đấy, mọi người thấy nó di chuyển rất nhanh. Và mọi người xem cái đoạn đầu từ con chó con đã di chuyển rất nhanh rồi. Và cái bước chạy của nó cũng là theo cái kiểu bước chạy là chân nó hơi nhấc lên, chứ chân nó không đá lướt ở trên mặt đất. Với các giống chó đồng bằng là nó di chuyển ở trên cái mặt đất bằng, là cái bước chân của nó đá lướt ở trên mặt đất, gọi là chạy cắt kéo. Nhưng mà cọc thì nó chạy là nó luôn chạy hơi nhấc chân lên. Còn hiện tại bây giờ thì cái giống chó cọc hơ mông này vẫn đang ở trong cái quá trình mà chúng ta chọn lọc nhân giống, thành ra là chắc chắn nó sẽ có sự pha tạp với rất nhiều giống chó khác. Nhưng cái mà mình muốn mọi người cùng nhau bàn, và cũng là một cái ý kiến cá nhân, là mọi người suy nghĩ một chút về cái sự vận động của cái con cọc. Nó có nhất thiết là con cọc là một con chó miền núi nó phải có cái sự vận động cắt kéo hay không? Bởi vì cái vận động cắt kéo nó là vận động của con chó mà nó di chuyển nhiều đời, nó di chuyển ở trên mặt bằng thì nó mới tạo ra cái sự vận động như vậy. Cái bộ khung xương nó sẽ thích nghi để cái việc nó chạy, nó di chuyển như thế, nó rất là nhịp nhàng, nó nhanh. Nhưng con cọc thì là nó lớn lên và nó thích nghi với lại cái địa hình núi lầm chởm, không có chỗ nào bằng cả, ít, rất ít chỗ bằng, và nó cần cái sự di chuyển nhanh và nhấc chân lên để làm gì, để mà nó không có đá quẹt cái đầu ngón chân, cái bàn chân của nó vào các cái mỏm đá các bạn ạ. Cho nên là nó di chuyển nó sẽ hơi nhấc cái chân lên để nó di chuyển, chứ nó không có đá lướt ở trên mặt đất như là các giống chó đồng bằng. Và cái chân sau của nó rất là ngắn. Chân sau nó ngắn bởi vì là cái dáng đứng của nó, theo như mình nghĩ là cái dáng đứng của nó như thế thì nó sẽ đứng bốn chân ở trên cùng một cái tảng đá nhỏ được. Còn nếu mà cái chân sau của nó dài, cái người nó dài thì nó sẽ không đủ chỗ để nó đứng ở trên những cái mỏm đá ở nơi nó sinh sống. Chia sẻ với mọi người một chút. Mọi người có ý kiến gì thì chúng ta cùng bàn luận ở bên dưới. Con lõm đâu rồi, lõm ơi? Lõm ra đây. Thôi Sẹo ơi, cho nó ngồi cùng với. Ok Sẹo ơi, Sẹo. Ok, quay đây mà, video đang quay đây này Sẹo ơi. Úi sổ ơi, ông phê ông thòi à. Thỏ son ra. Con lõm nó vẫn mải chơi lắm nhỉ, Sẹo nhỉ, lõm vẫn mải chơi lắm. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Chúc mọi người xem video vui vẻ và hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.